Chào mọi người quay trở lại với kênh. Tiếp tục chương trình chia sẻ những cái đồ dùng gia dụng cũng như là đồ thiết bị xây dựng. Thì em xin gửi đến mọi người những cái dòng phích cắm cao su non. Đây là ổ đúc cao su non chống va đập, chống giật cho mọi người nhá. Đây cái lá đồng bên trong này nó rất là dày dẫn này, mọi người quan sát này. Đó, đây là ổ 5 chân. Ngoài ra còn có cả ổ 3 chân đây cho mọi người nhá. Ổ 3 chân này thì nó có bóng led bên trong, nó sẽ báo cho mình là nguồn điện nó có hoặc là chưa có. Đấy. Thì chúng ta sẽ đấu điện vào, tháo bằng này ra. Tháo ở cái phích cắm này ra và chúng ta sẽ đấu điện vào đây. Và chúng ta sẽ có 3 ổ chân để cắm. Đây. Và dòng 5 chân thì chúng ta sẽ đấu điện ở khu vực trên đầu này và chúng ta sẽ buộc đây. Ở đây buộc đây. Vít vào đây để nó sẽ bó vào cái ống dây điện cho mọi người nhá. Đó. Thì thêm cả cái dòng phích cắm thì ổ cắm đây toàn bằng cao su non đó nhá các bạn nhá. Đấy, chịu lực rất là tốt. Bên trong này thì bên trong này nó có bóng led cho mọi người này. Đấy, nó như cái dòng này. Đây, mình đã cắm test thử cho mọi người xem này. À, bóng led đây. Chân nó rất là to nên là rất là chắc chắn, mọi người có thể cắm vào đây mà rút phải lực rất là khỏe thì mới ra được. Đấy. Anh em không phải sợ là nó chảy đâu nhá. Độ chịu lực của nó là độ chịu lực của nó rất là tốt chứ không, anh em không sợ vì là nó mua ve nó chảy đâu. Có dùng rất là tốt luôn. Đây lá đồng rất là to này, anh em quan sát này. Đấy, trong thanh lá đồng rất là to. Vàng ươm luôn. Rồi. Anh em có nhu cầu về cái dòng sản phẩm ổ điện đúc cao su non này thì có thể là gọi điện cho mình qua số điện thoại 0904 928 863. Em giao hàng toàn quốc cho mọi người. Đó. Rồi, ok, chào anh em nhá. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo.